Người ăn mắm tôm có nặng tội hơn người ăn thịt tức là đúng theo tinh thần nhà thiền á, là anh khởi niệm là anh có tội, khởi niệm là có nghiệp, không là thì đó, thì mình người tu thiền này khi mà khởi niệm á, là thành tội, là thành nghiệp. Còn phân biệt nặng nhẹ thì lúc ngay đó có tâm phân biệt rồi, phải không? Có tâm phân biệt rồi thì ở đây là mình gọi là đúng theo cái tinh thần mà của nhà thiền của mình đó, không thì quý vị nghĩ ăn sao? Nghĩa là muốn ăn mắm tôm hay là muốn ăn thịt thịt voi? Tức là cái này tức là sao, là còn muốn ăn không? Tức là tâm còn muốn ăn, chưa muốn bỏ, phải không? Mà tâm còn muốn ăn chưa muốn bỏ thì sao? Thì ngay tâm đó là mình thấy biết là phải hay quấy liền rồi, phải không? Còn đây là xin thầy từ bi chỉ dạy. Tại sao có cái định thì sanh tuệ, đạt được chân tâm, lại có cái định thì đưa đến là diệt tận định? Tức là câu hỏi này thì cũng hỏi chung chung thôi, nhưng mà không biết là cái hỏi nào là câu hỏi, cái định nào là định sanh tuệ, đạt được chân tâm, rồi còn có cái định nào thì định đưa đến diệt tận định? Thì cái định mà đưa đến diệt tận định này á, là bởi vì đây là tu gọi là theo thứ lớp, mà thứ lớp theo bên gọi là thiền nguyên thủy đó, thì nó có thứ lớp. Còn cái thiền mà gọi là nếu theo mà giới giới định tuệ mà thiền của đại thừa đó, không thì đạt được trí tuệ. Nhưng mà còn thiền tông á thì dạy sao? Thiền tông mà theo lục tổ dạy á thì định tuệ đồng thời, chứ không có mà trước sau, tức không phải là định rồi mới sanh tuệ, mà định tuệ đồng thời. Thí dụ như biết vọng chẳng hạn, thí dụ như biết vọng chẳng hạn, không thì biết đó là gì? Biết đó là tuệ, nhưng mà vọng không sanh đó là định. Là hai cái phải đầy đủ, cho nên thường thường gọi là có phải đầy đủ, hay nghĩa là tịch tịch và chiếu, tức là lặng, tịch và tri, lặng mà biết, biết mà lặng, phải đầy đủ hai nghĩa đó. Còn nếu chỉ lặng lặng mà không biết á, thì nó không trầm, nó lờ mờ. Cho nên trong lục tổ mà có những cái câu chuyện mà ngài gặp mà mấy ông thầy mà ngồi ngồi thiền, ngày tới ngày thổi lỗ tai á, tôi gặp ngồi thiền là thổi lỗ tai, tức là ngài dạy là phải luôn luôn là có định có tuệ, chứ không có được mà ngưng bên, không? Còn ở đây là tu theo thứ lớp, thứ lớp theo bên thí dụ như là bên nguyên thủy, hoặc là theo bên người là giáo, tức là giáo tông đó, theo bên giáo thì chỉ dạy là theo thứ tự là giới rồi mới sanh định, định sanh tuệ, không? Còn bên nguyên thủy á, thì theo thứ lớp gọi là tứ thiền rồi bát định, bát định rồi qua bát định là mới diệt tận định, đó là theo cái thứ lớp như vậy. Đó thì đó là theo tu theo đó là nghiêng một bên, nghiêng bên gọi là, đó là tu nghiêng về bên định nhiều, tức là nghiêng về bên định nhiều cho nên đi đến diệt tận định. Còn thiền tông á, là định tuệ đồng tu đồng thời, thì mình đây tu cũng phải vậy, cho nên thường thường gọi là mình phải gọi là nghe thì phải biết, không biết là phải sáng, nhưng mà biết rồi thì gọi là không có duyên theo trần bên ngoài đó, biết không, biết hết không mà không dính cái gì hết, không dính tức là định, mà biết tức là tuệ, thì đầy đủ định tuệ, thì theo thiền tông là phải như vậy.
Sống với cái biết thường hằng sẽ đến được chân tâm, phải không? Sống với cái biết, gọi là cái biết thường hằng đó, thì sẽ đến được chân tâm, phải không? Quý vị nhớ đến được không? Thì đây là, tức là đây là trên cái đường tu, tức là trên cái đường trở về, thì đúng là trên cái đường trở về mình cứ sống với cái biết thường xuyên đó, sống được, nghĩa là được miên mật, được thuần thục. Thì khi mà sống được miên mật thường thục thì chính ngay đó là chân tâm giống gì hết. Nhưng mà đây muốn nói là sẽ đến được chân tâm, tức là con đường đi nó đúng hay không, có sai hay không, phải không? Thì được. Vượt đầu sào trăm trượng, có phải là bỏ cái định trầm không mà tiến vào định sáng suốt hay không? Nghĩa là vượt đầu sào trăm trượng, có phải là bỏ cái định trầm không, không mà tiến vào cái định sáng suốt không? Đó. Thì câu hỏi này á, thì cái vị nào mà vượt đầu sào trăm trượng rồi đó, không? À, thì đến đây tôi trả lời. Bà thầy xin đầy từ bi chỉ dạy là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, không chạy theo sắc, trở về với sáu căn, không chạy theo sắc, trở về với sáu căn, để trở về tánh biết thường hằng. Sống với tánh biết thì đã được ở với ông chủ hay cùng với chân tâm hay chưa? Nếu chưa thì làm sao chuyển từ tánh biết sang chân tâm? Cái câu hỏi này thì nó cũng chưa được sáng lắm, tức là nhất tinh minh là sanh lục hòa hợp, rồi không chạy theo sắc, trở về với sáu căn, để mà trở về với tánh biết thường hằng. Thường thường là Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm nói nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, tức là từ một cái sáng suốt đó, không, từ một cái sáng suốt đó rồi nó mê, không? Mê rồi cho nên là mới nên là đi vào trong sáu căn đó, rồi nó nhập với sáu trần, thành ra nó sanh là sáu cái biết, từ một cái thể biết sáng suốt chân thật, không? Mà nó thành ra thứ sáu cái biết. Lục hòa hợp tức là sáu căn nó hòa hợp với sáu trần. Tự nhiên từ một cái biết, từ một cái thể đó, một cái thể biết sáng suốt, không, mà biến thành sáu cái biết, thành giống như là có sáu cái tâm. Phải không? Rồi mình tu là sao? Để mà trở về cái nguồn đó, cái nguồn đó. Nhưng mà ở trong kinh Lăng Nghiêm á, có nói rằng mình gọi là bỏ sáu, không trở về một, nhưng mà cái một cũng phải quên luôn, thì là mới rút ráo, còn mà thì cũng chưa được rút ráo. Bây giờ nhớ cái một á thì cũng còn chưa quên cái sáu. Thì ở đây nếu mà quý vị mà có kinh nghiệm thì nó rõ ràng. Sự thật thì nơi sáu, gọi là sáu căn, tức là thấy, nghe, hiểu, biết đó, thì trong mỗi cái đó nó cũng đồng là một thể biết thôi. Tức là biết thấy, rồi biết nghe, biết ngửi, biết nếm là cũng là một cái thể biết thôi. Nhưng mà nó ở nơi sáu cái đó thì nó có sáu cái tác dụng riêng. Ở mắt thì có tác dụng khác, lỗ tai thì có tác dụng khác. Thì đó là do cái gọi là cái quân tập, cái mê từ ban đầu, thì nó chia ra người tu khéo trở về nguồn đó thì mới nhận rõ trở lại, thì trong đó cũng chỉ đồng một cái thể biết thôi, tức là thì cho mình quên
quên gọi là cái sai biệt để mình nhớ trở về cái gọi là không sai biệt, gọi là quên sáu. Quên sáu trở về một, nhưng mà tới cuối cùng là quên sáu mất một. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó là ngài Đức Phật ngài khai thị cho ngài A Nan về cái tánh thấy tánh nghe đó, nhưng mà sau đó ngài nói là cái gọi là cái tánh thấy tánh nghe đó, cái đó cũng mới chỉ là mặt trăng thứ hai thôi, chưa phải là mặt trăng thứ nhất. Cho nên mình nhận ra được cái tánh thấy, nhận ra được tánh nghe thì cái đó thì cũng hay rồi đó, tức là cũng bắt đầu trở về nguồn rồi đó. Nhưng mà ngay đó cái tưởng tượng là xong việc là rút ráo là thì chưa phải, và cái đó trong kinh nó là mới là mặt trăng thứ hai. Bây giờ biết sao, cũng mới mặt trăng thứ hai thôi, bởi vì nhận được tánh thấy, nhận được tánh nghe, phải không? Nhưng mà nó còn là tánh thấy tánh nghe, tức là cũng còn sáu cái, phải không? Tức là còn thấy có tánh nghe nè, tánh nghe tức là còn có tánh thấy, tất nhiên vậy là nó cũng còn có một chút nghĩa là cách biệt trong đó, ngăn chia đó, chưa phải quên được cái sai biệt, cho nên đó cũng mới là mặt trăng thứ hai. Đó, quên đó trở về chỉ còn một cái thể, là một cái thể biết sáng suốt rồi, trong đó là nguyên vẹn một cái thể thôi, là không có gọi là một hai, không có sáu bảy gì nữa hết. Đó, mà đến chỗ đó thì hết nói. Đến chỗ đó thì hết nói, còn nói thì tức là còn ở trên sai biệt. Đó, cho nên ở đây thì sống với tánh biết đã được, sống với tánh biết thì đã được sống với ông chủ hay cùng với chân tâm hay chưa, thì đó quý vị biết liền à, không? Phải không? Đó, thì đây đó thì đó là trong kinh Phật nói rõ đó, đó là mới mặt trăng thứ hai, đó mặt trăng thứ hai thôi, tức là nó gần với mặt trăng thứ nhất nhưng mà chưa hay mặt trăng thứ nhất. Quý vị biết mặt trăng thứ hai là sao không, là mặt trăng gì không? Bóng là mặt trăng thứ ba rồi. Bóng là vọng tưởng của mình đó, đó là mặt trăng thứ ba rồi. Mặt trăng thứ hai á là thí dụ như là trên mình nhìn trên mặt trời đó, khi nó chó chó ra đó, thành ra mặt trăng thứ hai. Còn cái bóng là mặt trăng dưới nước nè, mặt trăng bên kia rọi xuống nước thì đó là mặt trăng thứ ba rồi, là cái bóng rồi. Còn kia là mặt trăng, kia là giống như mặt trăng nó chó ra thì nó gần với mặt trăng thứ nhất nhưng mà chưa phải mặt trăng thứ nhất nữa. Thì vậy còn câu hỏi là nếu chưa thì làm sao chuyển từ tánh biết sang chân tâm? Nếu như vậy mà chuyển là sao, nếu mà chuyển thì sao, chuyển thì thêm cái nữa. Khéo thì ngay đó là sống thôi, còn chuyển thêm, muốn chuyển thêm cái nữa phải không, muốn chuyển thêm nữa thì có thêm cái thứ hai nữa, đó thì đã mê cái nữa, lớp mê nữa. Cho nên chỗ này thì chỗ nó hơi tế nhị. Này, có câu hỏi này là có câu nói của tổ Trúc Lâm là chúng ta chỉ biết ăn cơm mà không biết đến chén đũa. Xin thầy giảng dạy cho chúng con rõ ý nghĩa này. Cái này là nói gọn chứ đúng theo ý nghĩa mà nói đủ thì sao? Tức là ngài có nói rõ là ngày tháng dễ trôi qua, mạng người không chờ đợi, tức là sự vô thường đó, nó luôn luôn nó theo đuổi bên mình. Mà hàng ngày ăn cơm ăn cháo mà tại sao không rõ được cái việc bát việc muỗng? Nó nói đủ là vậy, tức là như là cái sự ngày tháng nó trôi qua nó vô thường, nó luôn luôn là thúc đẩy một bên, mà mình không lo tỉnh giác, hàng ngày ăn cơm ăn cháo không, mà không rõ được cái việc bát việc muỗng. Tức là ngày ăn cơm cháo rồi cầm bát cầm đũa cầm muỗng, nhưng mà mê. Cái gì mà biết rõ, người mình khi mà cầm cầm bát rồi cầm cái đũa lên rồi
cầm cái muỗng lên, thì ngay đó là cái, là trong đó có cái gì mà nó biết làm mấy cái việc đó hết, không? Mà mình không bao giờ nhớ tới cái đó, mà thường thường thì chỉ nhớ cái gì? Nhớ bát, nhớ đũa, phải không? Nhớ bát, nhớ đũa, nhớ cơm, nhớ cháo, nhớ canh. Đó, thì đó là mới. Còn cái mà nó rõ biết, nó biết nghĩa là làm những cái việc đó, nó biết cầm bát, cầm đũa, biết nấu cơm, nấu cháo, không? Thì cái đó lại không bao giờ nhớ. Thành đó gọi là mê. Cho nên ngài đây là ngài muốn nhắc là mình làm mỗi cái việc gì đó đều là cảm nhận rõ biết được sáng suốt trong đó, mà không có mê, không có lầm. Đó là tập để mình sống trở về với thực tại. Như vậy thì là ý nghĩa thiền nó không phải là đâu xa hết, mà trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Như vậy thì ngay trong nhà bếp mà khéo biết ứng dụng vậy đó, thì cũng có thiền, thiền ngay trong nhà bếp, chứ không phải lên ngồi thiền đường mới có thiền đó. Tức là nấu cơm, không? Rồi cầm đũa, cầm bát, không? Cầm sới sới cơm đồ đó, không? Thì mấy cái đó nếu mà làm cái gì đó thì mình cũng cảm nhận được cái việc đó rõ ràng, nhớ được trở lại, mà không có mê theo cái gọi là theo cái vật, tức là không có mê theo chén bát đũa muỗng cơm canh đó, đó là ngài muốn nhắc ý nghĩa như vậy đó. Này có câu hỏi này, để không làm mất thì giờ xin thầy giảng vắn tắt 12 lời chí tâm phát nguyện trong thời khóa tụng sám hối hàng đêm, không? Cái này thì cũng hơi dài, cái này chắc phải để có dịp thì nói kỹ hơn. Này có câu hỏi là con có nghe lời giảng của thầy trong băng cassette có câu là biết vọng cũng là vọng, kính xin thầy giảng rộng thêm về câu nói ấy. Sao là biết vọng mà cũng là vọng? À, đúng ra khi mà biết vọng á, thấy không, thì cái biết nó không phải là đồng với cái vọng. Nếu mà cái biết nó đồng với vọng á thì nó không thể biết vọng được, tức là nó là vọng thì không thể biết vọng được. Nó biết vọng tức là nó có giác. Nó có giác nên nó biết được vọng, không? Chứ còn nó mà đồng với vọng, đồng với vọng tức là đồng với mê, thì như vọng làm sao biết vọng được? Cho nên biết nó là tất nhiên là nó phải tỉnh, nó phải giác. Nhưng mà một cái là mình trong cái đó là khởi thêm cái biết á, tức là khởi thêm một cái biết vọng nữa, thì tất nhiên là đó là nó động. Tức là có vọng rồi có biết vọng, thì tất nhiên nó còn hai cái gọi là có năng, có sở, có đối đãi. Thì như vậy tức là cũng chưa phải là đến cái chỗ rốt ráo. Tu đến rốt ráo thì gọi là cũng phải buông luôn. Như vậy chứ còn nếu mà nghiệm kỹ rồi xét kỹ thì quý vị mới thấy vừa có một niệm hay là có một vọng tâm hay một vọng niệm mà nó khởi lên, mà cái thì mình biết liền, thấy không? Có một cái vọng khởi lên, có một cái niệm khởi lên thì mình biết liền. Như vậy thì cái đó nó phải là có trước cái vọng, có trước niệm nó mới biết, phải không? Tức là nó có sẵn thì nó mới biết. Chứ còn nếu mà nó có sau cái vọng hoặc là nó cùng lúc vọng thì nó cũng không biết nổi. Còn này nó phải có trước, không? Chỗ kia cho nên nó vừa khởi thì biết liền. Vậy thì cái khởi đó là sao? Có sao? Tức là cái kia là nó duyên với cảnh, duyên với cảnh, duyên với trần, cho nên là nó khởi sao? Còn cái này nó luôn luôn là nó sẵn, cho nên cái gì vừa khởi lên thì nó biết rồi. Đó. Thì vậy nếu mà mình khéo thì mình nhớ trở lại
nhớ trễ cái đó là mình không có theo cái vọng. Cái kia là cái có sau rồi, còn này nó có trước nữa. Đó là mình sống, đó là sống trở về. Đó. Còn ở đây có câu hỏi này là khi ngồi thiền con có trạng thái là biết có vọng, vọng tưởng lặng rồi thật tỉnh giác để biết không có vọng tưởng, đến giai đoạn xả luôn cái biết không có vọng tưởng, chỉ còn cái biết nghe rõ ràng tiếng o của không khí, tiếng chim kêu, tiếng động từ xa vân vân, mà tâm luôn tỉnh táo rỗng rang thênh thang, không dính mắc âm thanh cảm giác, quên thân và nhẹ bỏng. Đó là cái biết thứ nhất. Còn cái biết thứ hai á là cái biết thư giãn mạch máu ở đầu, biết nghe hơi thở nhẹ nhàng. Có phải cái biết thứ nhất là chỗ cần phải bổ nhiệm không, và có phải cái biết thứ hai là cái biết còn hạn chế nơi thân không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Như vậy tức là biết mà nó tức là nó lặng lẽ, hay không, mà không những không có những cái vọng tưởng, nhưng mà còn nghe biết rõ ràng, luôn luôn tỉnh táo mà rỗng rang, mà không có dính mắc với âm thanh gì hết, có cảm giác giống như là quên thân và nhẹ nhàng. Thì đúng là cái biết đó, thì đó là cái chỗ mình tu là có công phu, là cần tiến thêm, không? Tức là nó vừa nghĩa là nó vừa lặng mà vừa biết rõ ràng, nó không có dính mắc với các âm thanh, tức là các cái duyên trần. Thì đó là theo đó mà tiến sâu thì đó là tốt, không? Còn cái biết thứ hai là gì, thư giãn mạch máu ở đầu, biết nghe hơi thở nhẹ nhàng, thấy không? Đó. Thì như vậy trước đó là quên thân, bây giờ là nhớ lại thân. À, phải không? Trước mà quên thân, bây giờ nhớ lại thân, mà nhớ lại thân tức là sao? Là không khéo là nhớ lại cái ngã. Đó, thì đó là phải cẩn thận. Còn câu hỏi này là kính bạch thầy, trước đây hồi nhỏ con có quy theo cha mẹ, nay con muốn gieo duyên cầu pháp với thầy, như vậy có được cầu pháp nữa hay không? Cái này thì tốt thôi, tức là cầu pháp để mà y theo, để mà mình tu học để mà tiến thêm thì cái đó là tốt, chứ không có gì, chỉ có điều là quy y á, thì gọi là nếu mà thật sự mà có quy y, có làm lễ, không, tức là làm lễ quy y thọ giới đúng pháp mà đàng hoàng rồi, thì đó là cũng thành tựu là cái nghĩa quy y rồi. Thì quy y là không phải là quy lại quy y nhiều lần gì, mình là cầu pháp hoặc mình nghe quy nghe việc nghe giới lại được, không, tất nhiên là mình đến những giới đàn rồi mình nghe giới lại cũng được, hoặc là cầu pháp để y chỉ để mà tu học, nghĩa là cho nó tiến triển thêm, phát triển thêm cái việc tu học của mình, thì cái đó là điều tốt, không có trở ngại gì đó. Nơi đây là cõi Ta Bà, là nơi ngũ thú đồng cư. Theo kinh Phật thì có ma, quỷ, thần, như là ma vương, ma dân, ba tuần, quỷ đói, quỷ già xoa, quỷ luân hồi. Thần thổ địa, thần sông, thần táo. Xin thầy từ bi chỉ dạy, trên thực tế có ma quỷ thần hay không? Sau khi chết xong thì thần thức đi đầu thai, có lúc nào thành ma thành quỷ khi chết?
là chết theo nghiệp hay là chết theo số. Có chết quan hay không, ma quỷ có phá người hay được không. Ở đây thì theo cái hiểu thông thường của người thế gian á, không thì cõi mình đây là chỉ tin là mình có cõi người mình đây thôi. Nhưng mà theo trong kinh Phật, trong Phật dạy á, thì có mấy đường lục đạo, tức là sáu đường luân hồi. Thì vậy là có cõi trời, cõi người, cõi Atula, không? Rồi ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thì quỷ này là nằm trong cõi cõi quỷ, gọi là quỷ đạo. Thì nếu mà theo cái Phật dạy thì cái này thì cũng không ra ngoài trong lục đạo, không? Nhưng mà mắt thường của mình á thì không thấy được, cho nên là mình chưa tin hoặc là không tin, không? Nhưng mà không có nghĩa là không tin mà không có. Đó. Không phải là do mình tin mới có, rồi không tin là không có. Mà nếu nó là thật ra, dù mình tin hay không tin thì nó có, nó vẫn có, chẳng qua là mình chưa thấy thôi. Đó. Thì ở đây Phật dạy rõ, không? Atula là cũng thuộc về cõi thần, những vị thần Atula tu mà có khi tu có phước mà thích hay sân đó, sân nhiều quá hay đấu tranh thì vào Atula, tức là cũng là gọi là cõi thần, thần đạo. Còn quỷ, quỷ đạo đây thì nó cũng là thuộc về một cái cõi, tức là một cái đường, không? Cho nên mình chưa có gọi là con mắt của gọi là cái thiên nhãn, thì mình không thấy được. Nhưng mà các vị mà có tu rồi, có thiên nhãn, có thần nhãn, thì các vị thấy, đối với người đó thì có, còn đối với người không thấy thì không có. Vậy tức là người không thấy thì không có, còn người thấy thì có. Chứ không bao giờ không thấy mà nó có thì quý vị không tin. Nhưng mà lẽ thật nó là như vậy. Phật dạy là có đủ sáu đường, không? Là trên thực tế là ở trên thực tế là có ma quỷ, có ma quỷ, có thần hay không đó, không? Thì đó nghĩa là trên thực tế là mình thấy thì đối với người thấy thì có, với người không thấy thì không có. Chứ còn lẽ thực thì đúng theo Phật dạy đó thì đủ hết chứ không có thiếu. Bởi vậy mà trong kinh là quý vị đọc thấy nhiều á, không, như là ngày ngày Mục Kiền Liên đó, không, ngài có thần thông. Một hôm mà ngài ban đêm là ngài ngồi thiền ở bên bờ mé sông Hằng, thì ngài thấy con số mấy vị ngạ quỷ đói đó, có vị thì thân nó xấu xí, có gì thân cái bụng to, không, mà cái cổ nhỏ, ăn uống không được, tới bờ sông Hằng khát, gọi là khát khát nước, không, uống, mà tới bờ sông Hằng để mà uống, nhưng mà tới đó thì nước nó sôi lên mà uống không được, đó do cái nghiệp gọi là cái nghiệp quá nặng. Cho nên cái chuyện này là nói bây giờ nó thực tế là có hay không á, không, thì đó là khó. Người không thấy nó có không tin, nhưng mà hiểu được, rõ được cái thực tế, rõ được thì cái này là lẽ thực nó là đầy đủ chứ không phải là không có. Sau khi chết thì sau khi chết xong thì thần thức đi đầu thai, có lúc nào thành ma thành quỷ không, thì rõ ràng đó nghĩa là tạo cái nghiệp gọi là tham lam bọn xẻng ác độc thì vào ngạ quỷ. Cho nên quý vị khi mà quy y đó, có câu đó nghĩa là quy pháp, không, quy pháp rồi thì khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy tăng rồi thì khỏi đọa vào súc sinh đó. Đó, tham lam độc ác quá nhiều quá nặng thì rồi vào đó, vào loài ngạ quỷ.
Nhờ khi chết là chết theo nghiệp hay là chết theo số? Ở đây thì giới nhà Phật thì là chết theo nghiệp chứ không chết theo số. Số là theo các vị thầy bói. Mà đây là cũng ảnh hưởng các nhà nho ngày xưa. Cho nên gọi là số mệnh đó, không? Còn nhà Phật dạy thì không có phải số mà nghiệp. Tức là do mình tạo những cái nghiệp. Thí dụ như mình có cái nghiệp mà quân tập những cái nghiệp tốt, được cái tuổi thọ nó dài, không? Thì khi mà nó hết hết cái nghiệp đó, không? Tức là hết cái tuổi thọ đó thì mình chết theo đó. Còn người mà tạo cái nghiệp mà thì sát sanh đồ hại vật đồ nhiều quá thì có nghiệp chết yếu. Thì đó là cũng chết, là chết theo cái nghiệp mà chứ nhà Phật thì không có nói số. Bởi vì cái số mệnh đó thì nghĩa là nó làm cho người ta hết tu. Thí dụ thường thường gọi là số mệnh hay là định mệnh đó, không? Thì cái số mệnh nó định sẵn rồi, không? Mình sinh ra thì nó định sẵn, người có số như thế nào đó thì nó định sẵn rồi, thì không có thay đổi được. Thì số anh giàu, số anh nghèo, hoặc là số anh chết yểu, số anh sống lâu, không? Số định sẵn, mà định sẵn vậy là hết tu. Còn nghiệp á thì tuy là có là từ đời trước mình tạo, không? Nhưng mà nó có chuyển, cho nên mình mới có tu. Thí dụ là mình nghiệp từ trước là mình tạo những nghiệp gọi là nghiệp chết yểu, không? Nhưng mà bây giờ đây sanh lên cái này thì mình biết tạo những cái nghiệp tốt, những cái nghiệp lành, những cái nghiệp để mà gọi là bù lại, gọi là cái nghiệp để mà trường thọ, để mà sống lâu, không? Thì có thể là nó kéo dài, nó chuyển. Cho nên có một câu chuyện là có vị sa di được ông thầy này là tu cũng là chứng đạo, cũng có thần thông, cho nên ông biết là ông sa di này còn 7 ngày nữa là sẽ hết tuổi thọ. Tức là cũng chết yểu đó, mới sa di thôi. Cho nên ông thầy mới cho về thăm nhà, tức là thăm cha mẹ, để mà cái giống như giống như từ giả. Thì ông sa di được thầy cho đi, thì trên đường đi về, đi băng đi ngang qua cái con suối, suối nó cũng cạn cạn, thì ông thấy sao có đàn kiến nó bị trôi trên cái dòng nước đó. Thì ông thấy vậy, ông cảm thấy thương, có cái lòng từ bi, cho ông mới kiếm những cái cành cây rồi đó, cành cây cái ông để ông bắt, thì mới bắt cầu cho nó bò lên những cành cây đó để mà đưa vào trong bờ, cứu được cái đàn kiến đó. Rồi cái thì cái đó là cũng cái tự nhiên thôi, thấy tâm thương xót cũng sa di, nhưng mà cũng là cũng có cái lòng từ, cho nên rồi thôi thì qua đi về nhà. Về thăm nhà xong rồi thì cuối cùng rồi thì ông mới trở lại để mà trình thầy. Thì trở lại thì nó quá một tuần, quá tuần lễ, thì ông thầy cũng ngạc nhiên, ủa vậy mà sao ông thầy nói là một tuần lễ là hết tuổi thọ chết rồi, mà hôm nay sao quá tuần còn trở lại. Như vậy là ông thấy sai sao? Thì ông mới hỏi là con vậy trên đường đi về đó con có làm chuyện gì mà lạ lạ không? Thì ông sa di ông cũng ngẫm nghĩ, không có gì, con trên đường đi về con thăm cha mẹ rồi xong rồi thì con trở lại đây thôi. Ông thầy cũng gạn hỏi, nhưng mà có gì không? Thì lúc đó thì chú mới nhớ lại, chú mới nói kể câu chuyện đó, đi ngang qua dòng suối thấy có đàn kiến vậy đó, thì chú thương cho nên chú mới lấy cây đồ chú bắt cầu cho nó đi qua cứu cho nó. Thì ông thầy gật đầu nó chính chính cái nhân đó, cho nên là nó chuyển, cho nên là bây giờ nghĩa là thêm tuổi thọ, sống thêm đó. Thì như vậy là có số không? Là số đã định sẵn không?
không có cố định, tức là như vậy thì nó có chuyển, cái nghiệp đó nó có chuyển, cho nên Phật dạy là cái nghiệp nó rất là hay, cho nên mình tu mới mới gọi là mình mới có tu được. Bởi vậy mà nhiều người tin tin theo số mạng rồi thì có khi thì hao tài tốn của, rồi khi là làm ăn nó chán nản, không? Ví dụ mà nghe đi xem thầy bói nói là cái số mà của anh của chị đó thì năm tới chết rồi thì sao, hết làm ăn gì nữa phải không? Thì nó cái đó là cái nguy hiểm. Còn đây là phải là tùy theo cái nghiệp, không? Cho nên rồi nếu mà mình biết cái nghiệp mình nó xấu, nó không tốt, thì mình cố gắng mình tạo những cái nghiệp lành, nghiệp thiện, thì nó chuyển, thì vậy mình mới có tu. Cũng vậy, mình là ví dụ mình là có cái nghiệp mà si mê, hoặc là cái nghiệp mà thiếu trí tuệ, nhưng mà rồi có những vị mà khéo khéo tu chuyển thì rồi nó cũng có chuyển, chứ nó không phải là cố định như vậy. Thì chính vì tu cũng như mình vậy, nên là không không ai mà gọi là có thể đổ thừa tôi nghiệp nặng quá nghiệp nặng quá là khó tu, không tu được, không? Cho nên đổ thừa kiểu đó là sao? Làm biếng đó, là không phải Phật không phải dạy như vậy. Phật dạy nghiệp đó là để cho mình biết đó, rồi để mình khéo tu, rồi khéo chuyển. Còn đây là ma quỷ có phá người được không? Thì ở đây thì cũng như trước đã nói đó, nếu mình mà có tâm ma thì ma nó mới phá được, còn mình tâm chánh thì khó phá. Thì là bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ giáo hành tâm bát nhã ba la mật đa. Thì hành bát nhã là làm sao, thế nào là hành tâm, thế nào là hành hành không tham, rồi tu quán tánh không, biết tánh không giúp thế nào cho hết vọng, biết ông chủ, thì hành bát nhã, thì quý cái gì ở đây thì mỗi ngày có tụng bát nhã không? Mỗi ngày có tụng không hay là lâu lâu mới tụng lần? Mỗi tuần tụng lần á. Hàng ngày đều tụng không? Mới tụng, còn có người thì mỗi ngày ở nhà cũng có tụng. Tụng bát nhã vậy thường xuyên vậy đó. Mà thì trong bát nhã đó dạy cái là dạy hành tâm sao là chưa hiểu, phải không? Còn dạy hành bát nhã đó thì làm sao hành, phải không? Vậy là tụng bát nhã thường mà chưa viết bát nhã. Thì trong đó nói rõ không là Bồ Tát Quán Tự Tại hành, tức hành thâm, tức là thực hành sâu bát nhã ba la mật, không? Thì làm sao qua hết mọi khổ ách, tức là soi thấy năm quẩn đều không, phải không? Thì vậy tức là hành bát nhã tất nhiên là phải mở sáng cái trí tuệ bát nhã của mình. Trí tuệ đây là trí tuệ bát nhã chứ không phải là trí tuệ bình thường, mà trí tuệ này á là phải soi thấy năm quẩn đều không, tức là thường soi thấy năm quẩn đều không. Thì đó là thực hành bát nhã chứ gì. Mà soi thấy năm quẩn đều không tức là cái gì? Cho nên tức là
thấy thân này là không có tôi chứ có gì phải không? Nông quẩn là sắc thanh sắc thọ tưởng hành thức là cái thân này nè, thân này nó kết hợp năm quẩn nè, phải không? Mà soi thấy năm quẩn này nó là không, tức là nó không có cái ngã không đó, phải không? Không có thực cái tôi trong đó. Mà nếu mà không có thực cái tôi trong đó thì lấy cái gì khổ? Vì thấy coi, nếu mà đây là không không thấy có thực cái tôi thì lấy cái gì khổ? Có tôi mới có khổ. Phải không? Là tôi khổ. Phải không? À, thí dụ như nghe cái tiếng nói, nghe ai nói mà nó nặng cái thì nó nặng ai? À, nặng tôi. Phải không? Thì mới có khổ liền, phải không? À, còn nếu mà nghe nói nó nặng đó, nghe nói tiếng nói nó chửi vô chửi chửi như này đó, nhưng mà thấy à, chửi không biết chửi ai à, thì có khổ không? Đâu có khổ, phải không? Rõ ràng. Còn à, chửi tôi ra thì là khổ liền, phải không? Rõ ràng đấy. À, cho nên đó, hành bát nhã là vậy, tức là thường nghĩa là quán chiếu soi thấy rõ cái thân này, tức là thân năm quẩn này nó là không có thật có cái ngã gì hết, tức là không có thật cái tôi trong đó, chỉ là một cái giả hợp thôi, tức là do năm cái nó kết hợp thì tạm thành, tìm không ra cái tôi mà sự thật như vậy. Quý vị mà bây giờ chỉ ra coi trong cái thân năm quẩn này cái gì là tôi, chỉ ra coi. Tức là vậy là nhận cái tôi đó là cái tôi của năm quẩn phải không? Vậy là khi mà người ta nói nặng là nói nặng ông đó phải không? Vậy cái ông đó mà khi mà cái thân này nó tắt thở nằm cứng đơ đó thì cái ông nó nằm đâu? Nhận cái ông đó là năm quẩn là nguy hiểm. Năm quẩn này nó tạm sống đây thôi, nhờ khi mà tắt thở thì nó nằm cứng đơ thì ông đó cũng nằm cứng đơ theo luôn. Cho nên là nói vậy, nói là có tôi chấp là ngã, nhưng mà sự thật là bảo là đem ra chỉ ra đó thì nói thì nói chứ còn cũng không có chỉ rõ được, không có chính xác được. Cho nên đó là cái gọi là cái vọng chấp, tức là một cái khái niệm. Khái niệm là trong cái thân này có cái tôi, không? À, rồi cái thì nghe ai nói đó thì nó giống như sẵn có khái niệm đó rồi, cái thì giống như nó đụng có cái tôi trong đó, thì đó là cái khái niệm, cái tưởng tượng. Còn chỉ không ra. À, cho nên khi mà quán mở bằng con mắt trí tuệ đó, quán kỹ, quán rõ trở lại thì mới thấy rõ thật là không có cái tôi thật của trong năm quẩn, không? À, thì như là qua hết cái khổ, là tức là không có tôi thì lấy ai khổ, không? À, là chết cũng vậy, khi mà quý vị sợ tới gần chết mà sợ chết đó, không? Là sợ cái gì? À, mất cái tôi, phải không? À, mất cái tôi đó. Còn nếu mà sự thật mà cái tôi mà ông chủ mà chân thật đó thì không sanh không diệt thì đâu có mất, không? Mà còn chửi đó thì cái người chửi đó không, họ đâu có thấy được ông chủ đó mà chửi. Phải không? Cái người chửi đó là họ chúng sinh thôi, họ làm sao họ thấy được cái ông đó mà họ chửi? Thành ra họ chửi là chửi cái tôi này nè, không? Đó, chửi cái tôi này thôi, còn cái tôi kia là không có thấy được.
Phải không? À, đâu có thấy được ông đó mà chửi. À, thì vậy đâu có khổ. À, thì quán kỹ vậy đó thì qua khổ. Đó, thực hành bát nhã là thực hành như vậy. Còn thực hành sâu là sao? À, tức là hành sâu đó, tức là thực hành luôn luôn, nghĩa là miên mật mà không có, gọi là không có quên, không có kẻ hở. À, thì như vậy, còn lúc lúc nhớ lúc quên, hoặc là lúc hành lúc không hành đó, thì đó là chưa sâu chứ có gì đâu. Mà chưa sâu tức là chưa qua hết được khổ. À, tức là lúc nào cũng phải nhớ hết vậy đó. Thì khi mà gặp cái trường hợp mà gọi là mà bất thường đó, thì nó mới có sức sống mà nó đối ra trị được. Còn lúc nhớ lúc quên là lúc đó tới mà lúc mà bất thường người ta chửi cái thì lúc đó đâu có nhớ nổi. Thì khổ thôi. Đó, đó thì rõ ràng vậy thôi. À, còn đây là bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy. Tổ pháp loa dạy là biết tánh, kiến tánh rồi khởi tu. À, kiến tánh là mình nhận ra, là mình nhận là có chân tâm Phật tánh, hay mình kinh nghiệm, kinh nghiệm và biết có Phật tánh. Tức là đây người muốn hỏi là kiến tánh đó, hay không, là mình nhận ra là có chân tâm Phật tánh, hay là mình kinh nghiệm và biết có Phật tánh. Tức là hỏi hiểu là kiến tánh là sao đó, phải không? Kiến tánh có phải là mình nhận là mình có cái chân tâm Phật tánh, đó là kiến tánh, phải không? Hay là mình phải kinh nghiệm và biết có Phật tánh. Thành ra chữ chữ kiến tánh này á, nhiều khi có người cũng hiểu lầm là kiến đây là nói thấy tánh, chứ không phải là thấy thấy bằng mắt, thấy tánh. Kiến tánh, đúng ra kiến tánh đó, tức là mình sáng tỏ được cái tự tánh của chính mình, không? Mà nói tới trong nhà thiền là mình phải tỏ ngộ, không? Tỏ ngộ tự tánh của chính mình đó, không? Thì đó gọi là kiến tánh. Nhưng mà mới sáng tỏ được như vậy đó mà chưa sống được, đó là mới thấy thôi, nhận ra thôi, không? Nhưng mà chưa sống được. Cho nên là phải thường xuyên, không? Sống miên mật, sống được là thật sự là mình ở trong đó. Và gọi là nói theo cái danh từ chuyên môn là làm sao mà lúc nào nó cũng sờ sờ trước mắt, gọi là trâu trắng sờ sờ mà đuổi không đi đó. Thì cái đó mới gọi là đến cái chỗ gọi là chứng ngộ, không? Đó, thì đó mới là có cái gọi là có cái hiệu lực, gọi là có cái gọi là có cái đạo lực, có đạo lực, có cái đắc lực, có cái mới có cái sức sống thực. Còn mình chỉ mới sáng tỏ mới thấy thôi á, thì chưa sống được, cho nên rồi có khi là cũng phiền não, và có khi cũng bị những cái vọng tưởng nó chi phối, không? Nhưng mà có cái nhận này rồi thì mình gọi là mình làm chủ trở lại, nó dễ dàng hơn như lúc chưa biết. Tức là mình có chỗ thấy, có chỗ đi rồi, có hướng đi rõ ràng rồi. Cho nên gọi là kiến tánh rồi khởi tu. Kiến tánh rồi mới khởi tu, chứ không phải là kiến tánh là xong việc, kiến tánh mà còn khởi tu. Còn ở trong nhà thiền thì có khi thì trường hợp nói là kiến tánh thành Phật, thì cái kiểu kiến tánh thành Phật đó mà nhiều người cũng hiểu lầm đó. Nghĩa là khi mà cứ tưởng là kiến tánh là thành Phật liền. Phải không? Cho nên là có người mà gọi là làm Phật quá sớm đó. Cái đó là nguy hiểm đó. Tại vì cái danh từ đó là nói rút gọn, chứ kiến tánh là cái nhân thôi. Kiến tánh đó là cái nhân để thành Phật, sống trọn vẹn, đầy đủ, viên mãn. Đó, thì cho nên học là phải học hiểu cho kỹ đó, chứ không gọi là học mà nắm theo cái chữ nghĩa danh từ đó thì cũng nguy hiểm. Thì đây cũng vậy, kiến tánh là còn phải khởi tu. Nhưng mà kiến đây là không phải là mình
chỉ hiểu là hiểu biết được có cái Phật tánh đó thì chưa phải là kiến. Rồi ngoài không dính sắc, ngoài không dính sắc, dính sáu trần, trong tâm không dao động, làm sao mà không dính được sắc sáu trần, làm sao mà không động tâm. là không dính sắc sáu trần, không làm động tâm. Sự thật á, thì mình sáu trần á, không, nó có nó nghĩa là sáu trần nó có cái gì đâu để cho mình dính, nhưng mà nhiều khi rồi mình nhiều khi mình còn đổ thừa nó, đổ thừa sáu trần nó làm tôi dính nữa. Phải không? Chứ sự thật á, sáu trần á, nó nghĩa là cái gì, quan sát kỹ coi, thí dụ sắc hay là thanh, không, thì cái sắc nó ở đằng xa ngoài kia, còn thanh nó ở tuốt đâu ngoài kia, còn cái thấy cái nghe thì nó đâu, ngay mắt ở trong lỗ tai của mình đây, hai cái nó cách xa nhau thì cái gì dính? Thí dụ cái qua tuốt kia còn mắt ra thấy chỗ này thì dính sao dính? Đó. Thứ hai nữa là thứ giờ cái qua đó nó là cái vật vô tri thôi, nó có biết gì đâu. Cái qua nó có nó có nói là đẹp xấu gì đâu, có gì đâu dính, không? Chỉ tự mình tưởng tượng, không, tưởng tượng rồi duyên theo đó rồi thành dính vậy thôi. Thì vậy, thay vì vậy thì ngay đó thì mình dừng ngay chỗ này thì xong, thấy là dừng ngay chỗ này là xong. Còn mà đi ra đó rồi là tự mình khởi, không, tự mình khởi để mà dính thôi, chứ còn cái sắc nó đâu làm cho mình dính, không? Đó. Cũng như cái bàn, cái ghế hay cái nhà cũng vậy, cho đến là chiếc xe hơi hoặc là thỏi vàng, viên kim cương. Ví dụ viên kim cương nó có làm mình dính không? Viên cương đó là một cái thỏi vật chất vô tri thôi, có làm đâu dính. Viên kim cương đó mà để trước mặt mà mấy đứa bé thì sao? Làm đồ chơi thôi, có dính gì đâu. Cho nên dính là tại mình khởi nha, khởi này mà mình khởi được thì mình dừng được, phải không? Hả? Đó, cho nên đó là mình phải nhận rõ để thấy rõ, nghĩa là không phải là cái đó nó làm sáu trần nó làm cho mình dính, mà chính mình tự khởi để mình dính, cho nên đó là vọng tưởng thôi, tưởng tượng thôi, cho nên đó là gọi là mình sống trong tưởng, chúng sanh sống trong tưởng là như vậy đó, chỉ tưởng thôi, tưởng rồi dính. Mà thì vậy là mình biết vậy thì mình, thì khi đó là khởi thì mình khởi được thì mình dừng được, thì ngay đó dừng là xong. Cho nên là hòa thượng dạy là sống là sao khéo mà sống là không để cho qua tới niệm thứ hai, không, ngay thấy đó là dừng thôi, thì thấy là dừng thì ngay đó là trở về là chân tâm, không, còn thêm cái nữa là đi ra. Đó. Cho nên ngày Huệ Hải người Đại Châu Huệ Hải đó, không, mà đến Ma Tổ mà hỏi cái câu chuyện mà gọi là kho báu nhà mình đó, thì ngài có dạy câu rất là hay, chỉ cần là việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm là xong việc. Nghĩa là việc đến đó, tất cả việc đến là chẳng nhận, là tất cả chỗ đều không tâm, thì vậy là điều là xong việc. Cái gì nó đến là đến, nhưng mà đừng nhận thôi. Thì có gì là phải động, phải không? Còn mình thì sao? Có khi mà chưa đến đã nhận rồi, hoặc là khi còn mời đến để nhận nữa, phải không? Còn cái này là việc đến ha, mà mình không nhận thì nó đến nó qua thôi, đi thôi, thì không có gì
không có gì dính, không có gì động hết. À, còn chính cái nhân đó không, à, nhân đó cái đó là mới sanh chuyển. Đó, mà cái đó là cái thói quen, cái gì cũng muốn nhận hết, phải không? Cái gì cũng muốn nhận hết, tốt xấu gì cũng nhận hết, có khi rác đến trắng độc rồi cũng nhận luôn hết, phải không? Đó, rồi than khổ, than phiền não. Đó, là bởi vì mình ai ai cũng vậy đó, cứ thường thường là cứ nghĩ, cứ tưởng là mình thiếu không à, ai cũng nghĩ là mình thiếu không à, cho nên là cứ muốn thâu, phải không? À, cứ muốn thâu thâu vào, nhưng mà sự thật là mình chẳng những là không thiếu mà còn dư nữa. Mình nghĩa là không ai thiếu hết mà còn dư nữa, mà nhiều khi còn dư quá tải nữa. Cho nên mình tu khéo tu biết tu đây là không có gì khác hết là sao? À, là buông bớt là buông bớt thì nó nhẹ thôi, càng buông bớt là nhẹ. Biết rõ là mình là đủ, không có thiếu gì hết. Mình bây giờ hiện tại đây là dư quá nhiều rồi. Dư quá tải nữa, có khi dư quá tải nữa. Cho nên là mà trong nghĩa là trong cái ý thì nó cứ nghĩ là nó thiếu, cho nên là cứ muốn thâu hoài. Muốn thâu muốn nhận hoài. Cho nên đây thì hiểu được cái ý đó thì mình mới thấy rõ, không? Nghĩa là một câu nói của ngài đó là mình khéo ứng dụng tu thì nghĩa là không động tâm, là như vậy, là không tâm, tức là đến nhưng mà không nhận thôi. Không? Tất cả việc đến rồi cho nó qua đi, thì không nhận thì lấy gì động? Còn chưa đến mà đã nhận rồi. Thí dụ như vì mà đi qua đi qua cái ngõ, hay đi qua cái nhà, hoặc là đi vào đầu trong cái chỗ bà con đồ của mình, đi qua chỗ đông đông người đó, mình đi đó, nhưng mà mình đi qua thôi, không có chuyện gì hết, nhưng mà đi xong mà nghe đâu ở trong chỗ hơi ngõ ngách nào đó có ai nói gì đó mà nó hơi hơi xong rồi có cái tên của mình trong đó, nói họ hai ba người thôi nói chuyện, đang ngồi nói chuyện đó, hoặc trong quán cà phê, đi ngang quán cà phê nghe hai người ba người đang uống cà phê nói chuyện nhau mà sao có cái tên của mình trong đó. Thì sao? Thì lắng tai nghe liền. Lắng tai nghe liền có nói gì đó, mà nói cái đó mà có cái gì dính tới mình thì sao? Cho nên cái đó gọi là chưa đến mà mình đã nhận rồi. Người ta nói là chỉ ta đang ngồi uống cà phê, ta ngồi ta bàn chuyện của ta thôi, còn mình đi ngang, mình đi qua luôn thì đâu có chuyện gì, không, cứ đi thôi. Nhưng mà lắng nghe cái có tên của mình rồi, cái ta bắt đầu lắng nghe kỹ, mà nghe nói gì đó mà dính tới mình cái nữa là thôi, là chắc đi cũng hết nổi. Thì đó rõ ràng là chưa đến mà đã nhận rồi đó. Còn cái thôi đi qua luôn, tức là không có nhận gì hết thì là xong việc, thì đâu có động gì. Cho nên đó, cái động là do mình, do cái tâm nó, cái là mình tưởng rồi mình dính thôi, chứ không phải là bên ngoài nó làm cho mình động. Đây câu hỏi: người chết không có tâm, còn người bị tai nạn mê man, tâm còn mê, tâm còn mê là có tâm còn không, tâm còn có bình an hay là bất an, có cần cầu an hay không? Tức là người chết thì không có tâm, không, còn người bị tai nạn rồi là mê man thì tâm còn là có bình an hay là bất an, có cần cầu an hay không? Đó, bị tai nạn mà là mê man, không, mê man á thì
lúc đó là tâm có bình an hay là bất an, phải không? Câu hỏi như vậy phải không? Thì đây lúc đó là mê rồi, thấy không? Mê là tâm nó mờ, nghiệp thức nó bị mờ, cái là sáu căn nó đóng, nó mờ, thấy không? Đó. Thì lúc đó gọi là có cần gọi là cầu an hay không? Đó. Thì đúng ra cái này nếu mà có huynh đệ có phương tiện, thấy không? Thì mình nhất tâm để mà cầu hoặc là nhắc nhở hoặc là dùng tức là những cái băng giảng hay là những cái gì mà để cho nó nhắc nhở cái người đó mà họ thường khi mà sống mà họ thường nghe, họ thường thích đó, thì cũng có khi nó cũng có những cái lợi ích, thấy không? Rồi mình cầu đó thì với cái tâm gọi là chí thành, không? Rồi cái người cầu cũng vậy, cũng có cái tâm nó nghĩa là tức là cũng phải có đức, thấy không? Rồi có sự cảm ứng nó mạnh, không? Thì vậy là cũng nghĩa là trợ duyên thêm thì cũng tốt thôi, không?